Dạ, kính thưa quý mặt trường xin mến chào tất cả quý vị ha, trở lại video hôm nay quý vị. Cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc quý vị. Quý vị nào xem nhớ đăng ký cũng chuẩn cập những video tiếp theo. Thì nay bên anh Hoài tiếp tục về một số phô mai tư quý phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Thì địa chỉ đây là Thành Ngãi, Bến Tre ha quý vị. Thì số điện thoại của ảnh mình cũng để trên tiêu đề thời lợi ha. Thì quý vị nào thiện chí liên hệ trực tiếp với ảnh ha, mua số điện thoại quý vị để giao lưu với ảnh ha. Rồi em chào anh Hoài ơi. Em chào anh Trường, em chào kinh tứ quý mặt vườn. Hôm nay em có về một ba lô mai, nói chung là hàng này hàng trung cũng vừa chơi cho mấy anh em tập ghép được chơi. Rồi có chỉ 7 thôi mai cũng lớn. Rồi anh em nào xem mấy cô chú anh chị em xem cây nào với lô nào được thì ủng hộ giùm em. Nói chung giá mùa Euro này thì giá cây nó rất là tốt luôn á. Cô chú anh chị em xem được ủng hộ giùm em. Rồi vô mã số 1. Thời gian em xin cho lô số 1 cùng 6 cây nha. 6 cây. Tứ quý không, toàn bộ tứ quý không quý vậy? Tứ quý không à, em là tứ quý không. Rồi. Đo hoành hảo hảo sơ sơ cho cô chú anh chị em ha. Cái giờ nào thiện chí cứ liên hệ với ảnh ha. Quanh cái này nó 32. Rồi. Chiều cao nó là 1m4. Rồi. Kính bầu là 41. Đó là cái số 1. Đây là quanh 34. Rồi. 4 cao cũng cỡ 1m3. Mình kính bầu nó là nói chung là mấy cây này nó 40 cũng mấy hết. Rồi. Cứ đo quanh đi. Đo quanh ha. 32. Cái này 30. Này 33. Rồi thì nó đa dạng quá gì một cốc. Nói chung từ giá 30 thôi. 34 nó từ 30 cho tới 34 hoành nó 6 cây. Đó, mấy cây này là tập chơi đồ được giá tốt luôn, cành nhánh thì nó cũng có nha, đa dạng không quý vị, đạt hết mà đa số một hay một cốt trực ha, lắc thẳng đều có hết. Rồi mà số 1 mình giao lưu giá làm sao anh Hoài? 6 cây này em giao lưu là giá là 5,5 triệu. 6 cây 5,5 triệu chưa tới 1 triệu một cây. Ồ, chưa tới 6 cây 5,5 triệu quý vị. Đó, chưa tới 1 triệu một cây. Này mình bao ship toàn quốc ha, bao ship 200 km. Mình bao ship 200 cây số. Rồi 200 km. 6 cây. À, tại cái này anh bán cái giá này quá yên mềm quá vậy. Là em bao ship chỉ 200 cây số, bán là cho anh em tập chơi ghép đồ này kia. Thú quý như vậy anh nghĩ có mấy trăm ngàn cây tiền công bứng tiền này kia là rồi, nó cũng hết rồi. Rồi tiếp theo là mã số 2 cũng là 6 cây luôn. Mã số 2 là 6 cây. Cây này hàng đổi quá vậy. Rồi cũng đo quanh từ cây đi anh. Đo quanh cũng 6 cây luôn, này cũng 6 cây luôn à. Quanh 42. Rồi. Cây này thì nó cao 70. Rồi. Chung đường kính bầu thì nó cũng ngang ngang nhau, nó từ giá 45 đến 50 á. Cái này là 40 luôn. Cái này thì nó cao cỡ 1m4 nha. Rồi. Cái này mấy anh bỏ okay. Bỏ cái mặt cắt lên để mặt cắt đi anh. Này 39. Rồi. Thì mấy cái này anh lên lô quá vậy? Tại anh đi lô xe. À. Quý vị nào cái này 40 tình chi tiết liên hệ ảnh ha, một cốt tay cành đều có hết. Quý vị này 39. Rồi này 44. Rồi đó, nó từ 39 40 43 44 mấy này tay cành đều cũng đạt, tay cành đều lực đạt hết ha quý vị. Để này có dính cây mai vàng kế bên không có gì mà không tính ha. Cái này mua một cây là được 2 cây luôn. Khuyến mãi cây mai vàng. Cây mai vàng này luôn, cây mai vàng này quanh nó cũng 2 mấy à. Tầm ok bí quý vị. 39, 40 trở lên, 44 nữa, có cây 44 quanh. Cành nhánh thì nó cao trung bình, nói chung là 1m6, 1m7. Đó quý vị. Cành nhánh nó điền đó. Có cây bự cao nhất ha. Còn mã số 2, 6 cây mình giao lưu giá luôn anh. Mã số 2 em giao lưu giá là 20 triệu, 6 cây. 6 cây 20 triệu không quý vị? Rồi. Cây 20 triệu. Đấy là cũng mã số 3 cũng nguyên lô luôn đó. Còn mã số 3 cũng nguyên lô luôn, cũng gồm 6 cây ha anh. 6 cây luôn. 6 cây. Số 6 là lọc là tốt luôn à. Mã này thì cành nhánh với đạt luôn nha. Đây quý vị. Rồi cũng hoàn thân từng cây đi anh. Này 42, 41 đi. Rồi tính 41 đi, để cắn ngón tay. 41 một cây. Biết nhiêu không? 60 triệu. Bao luôn cơm nước bao hết. Cái này 40 à. Rồi. Không có đồ gì kia, chừng nào chơi được cho thêm triệu. Này 37. Còn gì nữa? Có
Cái này 40. Rồi. Lương tháng là 10 triệu. Tăng ca là khác. Đúng rồi, tôi muốn đang muốn kiếm muốn dễ dễ. Có tôi mua chiếc xe. Đây là 38. Rồi. Này 40 nha. Rồi, 6 cây. Đó, nó cành nhánh rồi, nói chung mấy cây này đang. Còn là đang như thế này. Cái gì nữa? Lực lực đế cái này đế lực không này gì nếu chơi gì chơi không phải cắt lại cắt giật lại cây này cắt giật lại đẹp lắm luôn bức măng quý vị đó cắt lại bức măng ha cắt bức măng gót luôn cái này cơm cơm đều á rồi mã số 3 giá luôn anh rồi, mã số 3 này giá là 21 triệu nha 21 triệu quý vị cũng bao ship 200 km 6 cây rồi từ mã số 4 không có giờ tôi đi thành ngãi rồi mã số 4 là một cây nhà không có giờ là... hai giờ tôi muốn tôi trả lời cho ông bữa hai giờ chậu lâu rồi nha đó quay cái này một cốt quý vị đậu vô đôi chuột ha chiều cao anh Hoài ơi tay cành tứ diện quý vị cây này tay cành đóng bạc luôn chiều cao nó 1,5 m này quý vị ghép thì thúc vô nữa ha chiều cao 1,5 m tính phân tàn lỡ quý vị thất thân đó thì cây này thất thân thấp cây này cắt lại cắt ghép lại im hết thất thân cành thất thân cành một nó có 20 rồi rồi hoành thân à đang ở nhà đang chuẩn bị nấu cơm bắt cá rồi lên rồi 46 hoành đế này nó còn nó nằm trong cái chậu em không có khai thác gì em này nãy xây được rồi đế điều hết rồi nó mầm đế luôn quý vị cứng ở trong đây à này về quý vị làm lại ha để sửa lại ha cốt cành nè rồi xây một vòng nữa anh Hoài đóng bạc cốt luôn ừ rồi mã số 4 có giá luôn Hoài ơi mã số 4 giá 19 triệu 19 triệu bao xíu quý vị 25 km mã số 5 rồi qua số 5 một cây lùn luôn bút măng luôn rồi cái này trực bút măng quý vị cây lùn muốn khúc đã cây nè em quay vòng cho cây này chơi đúng là ghép mà chi cành nó dịp cắt ghép luôn là 6 nhịp quý vị chiều cao anh Hoài rồi quanh thân rất cũng được chiều cao nó 53 nha rồi cao mặt bằng 53 quý vị hoành 51 rồi một cây này đế lực quý vị đế lực à, sổ nó 20 đấy cực kỳ là con nè dách đều hết bên nào cũng có bên đây bên kia đều hết luôn à. Cây này giống như đó nó hai thằng mà nó liền khối phải không anh liền khối luôn nó dính chặt nó hai cây của gì dính chặt cái tay nhưng mà nó kéo liền khối ha không tách là được ha cũng đặt nó là 135 rồi mã số 5 có giá luôn anh rồi mã số 5 này em xin giao lưu giá là 9,5 triệu nha rồi mã số 5 9,5 triệu của gì tiền chuyện gì cứ liên hệ với anh ha rồi mã số 6 rồi qua cây số 6 cái 6 cái này anh Tường đó. Rồi mã số 6 một cốt trực quý vị tâm cao ha tàn lỡ con không quý vị tại cũng cắt trừ hai chú quý vị này chiều cao anh Hoài ơi cái này hậu hậu nó tầm khoảng cỡ 2m7 2m8 à rồi cho em thông số anh Hoài cái này bộ đế thì thôi quá tí bộ đế lực này đo này là 50 gần 8 tới 57 đi tới 57 đi rồi chiều sổ tổng nơi đế anh thì xẻo nó 40 rồi tổng như đừng đánh bầu luôn cái này khoan đấy chút tổng cái cục đế nó là khoảng 201 rồi nhưng mà cây này nó có cái chỗ này nha nó bị hồi xưa nó bị tóc da nhưng mà giờ nó xăm hình đá lại hết rồi em phải xử lý keo đồ hết rồi nha à, quay cái chỗ này cho cô chú em xem kỹ chỗ này à, nó có bị điện chút nhưng mà không vấn đề đế lực á cây này khỏe cực kỳ luôn một cốt trực quý vị hàng năm mấy hoành mà một cốt mà trực như vậy nó cũng bây giờ cũng hơi hiếm tìm mà nghe cái đế lực sổ 40 luôn rồi cái mã số 6 giá luôn Hoài ơi cái mã số 6 giá 28 triệu anh rồi mã số 6 28 triệu quý vị rồi qua mã số 7 chiều cao anh cao 2,5 m à cao 2,5 m quý vị tháng ngang cây này thì cỡ 1,2 m
mua hoành 7-80 hoành. Mét 2. Rồi cho thông số. Năm mươi à. 49 thì cắn con tài. Cắt con cắn nhà 49. 49 đi. Sổ nó cũng khá quý vị. Mặt của đây lực quý vị. Sổ nó 35. Cái này lực đó à. Nguyên củ đồng quay luôn ha. Nguyên thú vậy. Nguyên củ đồng quay luôn. Dắt lực lực. Cốt kia chia cành nó lực nó ha quý vị. Đầu vô đuôi chuột luôn. Nhưng mà hồi xưa nó có cái nhánh đây nè, người ta cắt nha. Nhưng mà cái này tôi không có vấn đề gì. Còn cái nhánh cần cả hai ngón tay một chút. Sam mà quý vị, yên tâm ha. Giá luôn anh, mã số 7. Giá 19 triệu ạ. Mã số 7 giá 19 triệu quý vị. Giá 19 triệu. Rồi, cái mã số 8. Rồi, qua mã cũng cây tông cao quý vị, cũng một gốc ha. Cốt nạc đi lên. Cây này nó cũng cỡ 2 mét rưỡi như cây rồi, kia vậy. Mét rưỡi quý vị. Quay quay. Rồi cho thông số anh Hoài ơi. Mấy cây cũng tốt. Nhớ rồi. Rồi. Rồi chỉ đi này 61 quý vị. 61 con đo chạc xuống chút rồi. Chạc xuống 65 luôn rồi. Rồi đâu anh bỏ lên cái khương khắc trên anh Hoài. Ba vị trí nha. Thước này. Con nét xong được rồi á. Chí này nó cũng 55 nha. Rồi chiều sổ tổng rồi đấy anh Hoài ơi. Sổ này nó 42. Sổ 42 quý vị. Nó hết bầu, hết cái đường kính bầu. Kính bầu này 100 á. Cục này nó phải cũng có 201 luôn. Rồi. Cục đặc kẹo luôn đấy. Này hồi đó nó nằm nguyên cái bồn. Đặc luôn ha quý vị. Đến điều do hết ta lực kẹt đế thiên nhiên không có sửa gì không quý vị, không có cạo sửa gì hết, cốt sáu mấy hoành rồi rồi có giá lên ngoài mã số 8. Mã số 8 là giá 38 triệu anh. Mã số 8 39 triệu quý vị. Rồi tới mã số 9. Số 9 cây lồng lực quá vậy, tam đa. Tam tài cũng là ẻm ha. Rồi chiều cao anh Hoài ơi. Chiều cao nó 52. Rồi. Sổ nó được 28. Rồi. Cái này nó 61. Rồi. 60 đi, tính 60 thôi. 60 chẳng đi quý vị. À. Để lực lực quý vị. Cộng bắp bắp không ha. Ừ. Cái chơi này hàng lực cái lực lồng lực bonsai tam đa. Cốt nạc lên. Rồi có giá luôn anh. Rồi cái này mã số 9. Số 9 giá 28 triệu anh. Mã số 9 28 triệu qua mã số 10. Cũng là một cây lồng lực luôn. Cái này đế, khỏi kêu đế luôn. Đế. Cái này nguyên thú. Và đế còn nào thấy cỡ cái cổ tay mình không quý vị. Lực lực thôi. Đế rất lực ha. Cây này nó mọc cốt lên 4 nhịp quý vị, tứ trụ ha. Ừ, để đế không, để tầm bành bành ha. Rồi chiều cao anh Hoài ơi. Cái này bộ đế lực quá. Chiều cao nó là 57. Rồi cao 57 quý vị. Ừ, đây mình có bắp đế nè. Chiều sổ. Sổ 40 nha. Rồi. Hoành thân hoành. Cây này nó nằm như thú vậy. Quanh này 58 đi tính 58 thôi, 59 đến 58 để đo chạc xuống chút cây nè. Chạc xuống dưới này chút là tính 667 luôn nè, chỉ chạc xuống chút xíu rồi. Cây này nâng cây dữ lắm, nâng cây luôn. Rồi. Cây này quay kỹ kỹ cho để luôn cho em xem, cây này để lực lắm. Đây, màu bên nào nó cũng có đế đây. Nó nằm chiều này như thú à. Nè, thú nó bỏ cái chân ra trước nè. Bỏ cái dài này nó lượn qua nè. Trong cây này ngoài nhìn cực kỳ lực. Rồi mã số 10 có giá luôn anh. Cái này giá 33 triệu anh. Rồi mã số 10 33 triệu. Tiếp theo là mã số 11. Số 11. Cái này mới búng về luôn, chưa làm gì đâu. Tông cao.
Chiều cao anh Hoài. Cây này cao có 2m2 anh. 2m2. Rồi. Một cốt. Một cốt. Để bỏ điệu luôn. Cây này về mới làm xương quá vậy. Ừ, mới làm. Cây này 45 hoành á. 45 hoành. Nhờ muốn thêm thông tin thì cứ liên hệ ảnh làm lại ha. Về sẵn quay luôn quý vị. Được thì lên vô luôn quý vị. Đây nó có con dắt đi xuống nè quý vị. Chưa khai thác nè. Lực lắm, chưa khai thác nó còn xuống hết rồi. Xuống đều hết. Điều hết đang này làm nó còn đấy nữa, chưa làm lại mới về. Đây thì chưa nó có lỗ quý vị. Nó không gì ha. Không có lỗ thì không biết sâu cạn mà mình nghĩ nó miếng quý vị. Có nhầm nhò như thế này hết á. Rồi mã số 11 giá luôn anh Hoài ơi. Cây này giá 9 triệu anh. Mã số 11 giá 9 triệu quý vị. Còn nữa anh Hoài. Không, cây này là cây cuối clip rồi. Dạ. Còn em khi vợ gửi đến cô chú anh chị em những cây đó, cô chú anh chị em muốn xem kỹ thông tin cây nào thì em sẽ quay video. Dạ. Rồi em gửi Zalo. Đo vị trí nào em sẽ gửi cho chi tiết cho cô chú anh chị em. Dạ. Được thì xem ủng hộ giùm em. Dạ. Rất cảm ơn cô chú anh chị em cũng đã ủng hộ em. Dạ. Tiếp vừa qua. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị em, xin chào cô chú anh chị em nha. Dạ. Vậy coi tiền